bạn, tôi đang có mặt tại đường Mỹ Phước Tân Vạn, giao nhau với đường Võ Văn Kiệt, nằm ở khu vực thành phố mới Bình Dương. Và ở đây tôi thấy có những loại cây cảnh rất khủng đang bán cho lề đường. Và bây giờ ta cùng xem những cái loại cây cảnh này. Ở đây là những cây lộc vừng rất khủng. Đây nè. Và những cây cảnh này thì được chở trên quốc lộ và bán cho người chơi. Và dụng cụ chở là những chiếc xe máy được kéo theo hai cái bánh to phía sau. Đây là một cây lộc vừng cực khủng. Và cái cây này rất nặng, nó phải lên đến 200 kg, thậm chí lên đến hàng tấn. Đây là cây lộc vừng nhỏ hơn, nằm ở phía đuôi xe. Và có số điện thoại ở trên xe đây, nếu như các bạn mua thì hãy liên hệ, đó là 0977 639 778. Và tôi đọc lại nha, 0977 639 778, ở tại thành phố mới Bình Dương, 0977 639 778. Nếu như các bạn có nhu cầu mua thì hãy liên hệ. Ta vừa xem qua 6 chiếc xe chở khoảng 10 cây cảnh và đều là những loại cây to trên lộ. Bây giờ thì tôi sẽ đọc lại số điện thoại một chút một lần nữa để các bạn có cần mua thì liên hệ, là 0977 639 778, 0977 639 778. Những cây này được chở đến từ Tây Ninh và hiện tại thì đang nằm tại Bình Dương. Thì các bạn ở khu vực như thành phố Hồ Chí Minh, rồi Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh thì có thể gọi theo số này, 0977 639 778. Còn như vậy là tôi sẽ kết thúc video này ở đây. Và ta vừa xem qua khoảng 10 loại cây cảnh khủng, 10 cây cảnh khủng với khoảng 4 loại cây, và được chở trên 6 chiếc xe máy.